Kính chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Đảng ủy quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Phần cuối chương trình là phóng sự sôi nổi các hoạt động chào mừng giải phóng quê hương. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhân hội nghị tập huấn phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam năm 2023 do Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tại quân khu 5, chiều ngày 6 tháng 4, đoàn cán bộ lớp tập huấn đã tổ chức lễ viếng hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng thuộc xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu làm trưởng đoàn. Về phía quân khu 5 có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu 5 và hơn 250 đồng chí tham gia lớp tập huấn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người con thân yêu của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân hôm nay nguyện đã sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến sức mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sáng ngày 11 tháng 4, Đảng ủy quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị. Đến dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5. Chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam có Trung tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thời gian qua, Đảng ủy quân khu đã chỉ đạo triển khai toàn diện sâu rộng đến cấp ủy chỉ huy các cấp, làm chuyển biến về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và quần chúng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, nhiều mô hình hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt bổ sung chương trình kế hoạch cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và quần chúng về thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chỉ thị 847 của Quân ủy Trung ương gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định 37 về nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện. Tại hội nghị, 26 tập thể và 50 cá nhân đã được Chính ủy quân khu tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cuối tuần qua, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng quý 2 năm 2023. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2023, Đảng ủy quân sự tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nổi bật là đã tham mưu cho tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, đảm bảo số lượng, chất lượng. Các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai thực hiện hiệu quả, trận địa tư tưởng của đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh được giữ vững, tăng cường công tác đối ngoại quân sự, tổ chức thăm tặng quà khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con nhân dân thuộc huyện Kha Lùm, tỉnh Sê Công, nước bạn Lào với kinh phí gần 250 triệu đồng.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, quý 2 năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt kết luận 64 của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, các nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ dân sự. Lãnh đạo hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cho 6 huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt mục đích yêu cầu đề ra, tập trung xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương mà cấp trên giao. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 4, huyện Phước Sơn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Đại tá Lê Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đến dự, theo dõi và chỉ đạo cuộc diễn tập. Với mặt danh PS-23, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Về phần diễn tập vận hành cơ chế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo tập trung thống nhất, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng đúng trình tự, thể hiện được nguyên tắc tập trung dân chủ. Ủy ban dân huyện thực hiện đúng chức năng quản lý điều hành về nhà nước trong chuyển lực vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quân sự, công an, các ban ngành, mặt trận đoàn thể tham mưu đề xuất xử trí các tình huống an ninh quốc gia đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc phù hợp với tình hình địa phương. Đối với phần thực binh, với đề mục đại đội bộ binh chiến đấu vận động tập kích, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện chặt chẽ nên phần thực binh diễn ra đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Qua diễn tập nhằm giúp cho huyện Phước Sơn hoàn thiện vận hành cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, mặt trận đoàn thể làm tham mưu, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, thế trận khu vực phòng thủ, các phương án tác chiến nhằm tạo thế chủ động, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Trạm kiểm định số 12 quân khu 5 vừa tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật đối với xe ô tô quân sự trong lực lượng vũ trang tỉnh định kỳ năm 2023. Nội dung kiểm định tập trung đánh giá tình trạng kỹ thuật, phương tiện, hệ thống sổ sách, giấy tờ theo xe, công tác bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống đèn chiếu sáng, vệ sinh xe và các thông số kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của xe ô tô quân sự. Qua đợt kiểm định nhằm đánh giá công tác bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng xe ô tô quân sự của các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Kết quả kiểm định có 100% phương tiện đủ điều kiện đảm bảo an toàn khi lưu thông. Chương trình được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4, Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 đến tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các chiến sĩ mới được tham quan tìm hiểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, truyền thống đấu tranh trung dũng kiên cường của quân và dân tỉnh Quảng Nam qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, được tham quan những hình ảnh, hiện vật, sa bàn diễn biến các trận đánh tiêu biểu trên đất Quảng Nam như chiến thắng Bồ Bồ tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn năm 1954 và trận đánh Núi Thành vào đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1965, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên chiến trường Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, giúp các chiến sĩ mới nâng cao trình độ nhận thức, nâng cao tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm học tập, rèn luyện, tiếp bước truyền thống cha anh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Sáng ngày 12 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc giải thể thao khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy, Trung đoàn 885 và các phân đội trực thuộc. Đại tá Nguyễn Văn Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu khai mạc. Giải thể thao gồm hai nội dung thi đấu bóng chuyền diễn ra từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 với sự tham gia của 6 đội bóng, được chia làm 2 bảng thi đấu, chọn 4 đội có thành tích cao nhất vào thi đấu bán kết và chung kết. Ở nội dung bóng đá diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 4, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu chung kết.
Trên tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra hết sức sôi nổi, tạo nên nhiều pha bóng hay, hấp dẫn, thu hút đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ. Đây là dịp để các đơn vị được giao lưu, học hỏi, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời làm cơ sở để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu tại hội thao do quân khu tổ chức trong thời gian tới. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố Hội An cùng các ngành đoàn thể của thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, 48 năm ngày giải phóng thành phố Hội An 28 tháng 3 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Hiền Phú Toàn, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Một trong những hoạt động diễn ra sôi nổi nhất đó là trong các đợt huấn luyện cho lực lượng dân quân, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hội An đã tổ chức làm công tác dân vận, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, lực lượng dân quân đã củng cố chỉnh trang cảnh quan môi trường tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó, các địa phương đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân dân trên địa bàn. Bên cạnh công tác dân vận, thành phố Hội An còn tổ chức viếng hương nghĩa trang liệt sĩ nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh cả cuộc đời cho quê hương, đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường còn tham gia các hội thi, hội diễn do địa phương tổ chức, tham gia thi tìm hiểu kiến thức rung chuông vàng để chào mừng ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và giải phóng thành phố Hội An, thì đối với Đảng ủy phường Xuân Phong tổ chức cuộc thi rung chuông vàng. Qua đó thì cũng có điều động chi đoàn lực lượng dân quân cùng tham gia với ban ngành đoàn thể của địa phương qua cuộc thi để cho anh em được nâng cao lên nhận thức, kiến thức, ý nghĩa trọng đại của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Cũng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố Hội An, 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và hướng đến chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cửa Đại, Cẩm An và xã Tân Hiệp đã phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt thân mật các đồng chí trong đội công tác K4 xã Cẩm An, những đồng chí trực tiếp lãnh đạo gắn bó với phong trào cách mạng Cẩm An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng các đồng chí được cấp trên tăng cường cùng K4 tham gia giải phóng xã Cẩm An vào tháng 3 năm 1975. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hội An đã quan tâm đến việc giáo dục truyền thống cho lực lượng dân quân, trong đó đi sâu vào công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực như bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong những dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, quê hương, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tiến hành chỉ đạo lực lượng dân quân thực hiện nhiều nhiệm vụ ý nghĩa, trong đó việc chăm lo đối với gia đình chính sách đã được quan tâm, qua đó lan tỏa những hình ảnh đẹp đối với nhân dân. Qua các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện của quê hương đất nước nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hội An thấm nhuần giá trị lịch sử, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Từ đó, mỗi đồng chí sẽ tích cực học tập rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân tuần này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.